Okay. Hello my friend nhé. Và welcome to the game Rock Simulator. Game về lập làm cục đá ok. Gì? My friend đang chờ đợi cái điều gì? Cục đá này bắt đầu lăn lộn, nó bắt đầu nhảy múa rồi. Đập vào cái cây kia hoặc là đào một cái hang nọ. Hoặc có thể là bay lên trời á hả? Chắc là tuổi thơ mấy bạn chơi chất cấm nhiều quá. Ôi. Thank you Doom Boy vì 20k mấy bạn. Thank you, thank you. Mình thử bấm W nha. Sao vậy? Mấy bạn thật sự là tưởng rằng mình bấm W là cục đá sẽ di chuyển à? Mình thử mấy bạn thôi. Xem thử đầu óc mấy bạn thế nào thôi. Bạn nào mà vừa rồi nghĩ rằng mình bấm W mà cục đá này di chuyển á, kiểm tra lại xem mình có bình thường hay không. Xem rằng là một tuần gần đây có chơi cái chất cấm gì hay không. Nghe tiếng chim chiêu quá. Ánh nắng vàng quá, cỏ xanh quá. Trời thì có vẻ giống như đen quá, sâm 40 hay sao. Nhưng mà chim hót vẫn chiêu quá. Chừng nào có chuyện gì xảy ra à? Không biết. Chắc không có đâu. Tưởng tượng mấy bạn chỉ là một cục đá trong một khu rừng thì mấy bạn chuyện gì sẽ xảy ra hả? Cùng lắm sẽ có một người đi vào đây ok. Xong rồi họ sẽ ngồi lên mặt của mấy friend. Tại vì họ đi đường xa nó quá mỏi. Đó là một trong những cái gọi là điều đặc biệt nhất, hạnh phúc nhất, lạ lùng nhất, đáng nhớ nhất của mấy friend trong cái cuộc đời là cục đá này thôi. Chứ mình nhìn chẳng ai ngang qua đây chạm vào đời mấy friend đâu. Có thì họ chỉ đi ngang qua đời thôi. Nếu mà suy suy thì họ đứng đây họ đái vào đây này chứ còn diễm phúc mà được ngồi lên mặt thì chưa biết được, không biết được. Suy suy tí nữa tự dưng trong game có một thằng nào đi ngang qua đây sao? Mà mình nghĩ không có đó. Cái xác suất để chuyện nó xảy ra trong một cái khu rừng này nó rất thấp. Nếu mà có nó ngồi lên mặt cục đá hoặc là nó có đái lên cục đá nào á, cũng chưa chắc là cục đá này ok. Có thể là một cục đá khác ở chỗ khác. Đây là game gì á, mình cũng biết. Mình tải cái này về lúc nào mình có biết đâu. Nhưng mà game này có dở không? Game này hoàn thành đúng cái mục tiêu của nó. Đúng với cái tiêu đề game my friend. Rock Simulator. Mô phỏng làm The Rock. Làm cục đá my friend. Sống sống như cục đá. Sống. Quay quá, sống như hòn đá chứ. Sao lại sống như cục đá được? Sai lời bài hát rồi kìa. Dũng có định up video này không? Đoán xem. Mình nói rồi, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mình chợ cái con lợn có tay chấm chấm gì đây, mình đấm cho mấy phát bây giờ. Tôi tắt nhạc rồi. Sắp có biến rồi mấy fan ơi. Sắp có biến rồi. Hoặc là nhà mấy anh em nó không nghĩ rằng là mình sẽ ngồi thật lâu đến khi nhạc tắt luôn mấy fan. Đang nói gì quên cha rồi. Ý là cuộc đời này mấy fan ạ. Mỗi cái gì mà mấy fan gọi là tiếp xúc hàng ngày ấy, nó đều là một cái trải nghiệm ok. Thú vị hay không mình biết. Ông bà mình thì đã nói cái câu là đi một ngày đàng học một tràng khôn. À, học một sàng khôn chứ lộn. Thì mình không có điều kiện để được đi một ngày đàng như vậy. Vừa đen da, vừa nắng, vừa tốn xăng, vừa mệt mỏi chân cái kiểu. Mình ngồi ở nhà chơi game kinh dị thôi. Hoặc là những game gì đó mình không biết. Thì nó cũng coi như là một cái chuyến phiêu lưu đi. Ok, ok. Phiêu lưu đến một thế giới mà phải đem. Một câu chuyện. Một cái cảm xúc, một cái trải nghiệm, một cái gì đó cũng khá là mới mẻ ok. Nhìn như thế này á, nhiều người lại nghĩ rằng là game chẳng có gì hết. Sao Dũng lại ngồi đây nhìn cục đá như thế nhá? Không phải. Khi mấy fan ngồi đủ lâu á, khi mấy fan gọi là nhập vai nó đủ tốt, khi mấy fan tưởng tượng được mình gọi là 90%, không, 99% là cục đá này rồi á, mấy fan mới thấy được, wow, mình đã sống thật ý nghĩa mấy fan. Mình đã làm tròn trách nhiệm của một cục đá ok. Mình đang nằm im bên cái lệ đường này. Mà cục đá này không đâu đến nỗi tệ bạc lắm, my friend. Ý đang nói về cuộc đời của nó, góc nhìn thứ ba nhìn lại. Nó được nằm trong một bóng cây rất là mát, trên một bụi cỏ rất là xanh, trên một vùng đất rất là cao. Nếu như trời có đổ mưa, nó cũng không bị ướt. Hiểu không? Nó được sống một cuộc sống rất bình yên, ok? Được nhìn lá cây đung đưa trước gió, my friend. Mình phải tự lắc chuột cho giống cái lá cây đang đung đưa này. Sự thanh tịnh,
Hiểu không? Người ta đi tu, người ta cũng tìm kiếm cái điều này thôi. Sự bình yên. Không có sự đau khổ. Sự xấu xí. Sự vô sô bồ. Sự vô bổ. Quá là tuyệt vời, mẹ ven. Con game rất xuất sắc. Mình cho con game là 11 trên 10. Game mô phỏng là cục đá. Mẹ ven nên tải game này về, ok? Sau đó là để treo trên màn hình desktop của mình. Để làm gì vậy? Để tìm kiếm được một cái sự bình yên trong tâm hồn của mình. Nhưng mà nhớ mở một cái file MP3 hay là file YouTube gì mà nó có cái bada bum bada bing tiếng chim hót, tiếng rừng cây hay tiếng gì đó. Tại vì nhà với anh em tắt mất rồi. Tắt mất âm thanh đó của mình. Hết game. Woo! Cảm ơn mấy fan theo dõi, ok. Chúc mấy fan một ngày bất động đậy, bình yên. À, ý mình là vậy. Xin chào và hẹn gặp lại mấy fan.